Mời quý đồng hương đến tham dự buổi dạ tiệc và dạ vũ Hoa Anh Đào do Hội Từ Thiện Messengers of Love tổ chức vào lúc 6:30 tối ngày thứ Sáu, mùng 2 tháng 4 năm 2010 tại nhà hàng Thần Tài Seven Corners, tiểu bang Virginia. Buổi tiệc nhằm mục đích gây quỹ giúp trẻ em mồ côi và khuyết tật tại Việt Nam. Chương trình đêm gây quỹ được bảo trợ bởi Cô Vân Thuốc Nghệ, điện thoại 703-754-7299, website covanthuocnghe.com. Công ty Nutrition Depot, điện thoại 832-539-2444. To order, visit nutritiondepotforcharity.com. Bánh cuốn Sài Gòn, nhà hàng có nhiều món ăn ngon, nổi tiếng, tòa lạc tại Sài Gòn West Eden Center, điện thoại 703-534-4482. Bánh mì Như Lan, tiệm bánh mì Việt Nam đầu tiên tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, tòa lạc tại Trung tâm Thương mại Eden, điện thoại 703-532-9009. Nha Trang Restaurant nổi tiếng với món nem nướng Ninh Hòa, tòa lạc tại Sài Gòn East Eden Center, điện thoại 703-534-1657. Trường dạy thẩm mỹ Little Rye Barber Beauty Academy là trường dạy đầu tiên, độc nhất có giấy State Board, điện thoại 703-926-7687. Trung tâm điều trị và cấp chứng thương, đau nhức, chỉnh xương và phục hồi nữ bác sĩ Connie Đỗ, điện thoại 703-533-1201. Bánh mì DC Sandwich, có bánh pate show, bánh tiêu và nhiều loại xôi chè khác nhau tại thành phố Fortune, Virginia, điện thoại 703-205-9300. Chương trình gây quỹ có sự đóng góp của MC Kỳ Duyên, ca nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Đạt và ban nhạc Thân Hiểu. Mọi liên lạc xin gọi chị Thủy Đào 703-282-7394, anh Hoàng Anh 240-432-2097, email messengersoflove@gmail.com, website messengersoflove.com.